nay em cứu thí sinh cho chị. Bất kể những cái gì khác biệt giữa em và chị, em hy vọng rằng là chúng ta sẽ không để ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp và công tâm của chương trình. Vui, công bằng và sảng láng. Ok. Cảm ơn Hàn. Phải vỗ tay cho người cú bắt tay đó. Chắc là phải xóa tan hết tất cả những nghi ngờ trước đây. Một cú bắt tay rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai chị bởi vì ngày hôm nay truyền thông thuộc về hai chị. Cờ bắt tay đã búng bay hai thí sinh team Hoa hậu Hương Giang như thế nào? Chị Xuân Lan, hôm nay em cứu thí sinh cho chị và trả lại chị. Wow! Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chân thành mà nói, sắc màu của khách mời ngày hôm nay, khách mời của showbiz, việc là mọi người quen biết với những huấn luyện viên là bạn từ trước là người ta thoải mái hơn. Ủa tại sao quen biết với tôi mà lại hành hạ thí sinh tôi nhiều như vậy? Nhưng thử thách càng nhiều thì các em càng có thể hiện nhiều hơn. Bản thân tôi cũng bất ngờ, nên nói cái kiểu thiên vị là... Cái yếu tố ở đây không phải là thiên vị là thử thách nhiều hay thử thách ít. Đây là Hà Anh nói là nhìn chung, nó bị dối quá. Đây là cảm nhận của cá nhân Hà Anh nhận được. Thực sự công bằng mà nói, em không thực sự hài lòng. Nhưng mà em không muốn trả lại những cái điều đó bằng một cái khác mà nó có thể ảnh hưởng đến các bạn thí sinh. Các bạn thí sinh đến đây với cả chương trình, họ rất là hồn nhiên, họ rất là hy vọng, họ rất là bỏ nhiều công sức. Em hy vọng rằng là chúng ta sẽ không để ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp và công tâm của chương trình. Vui. Vui. Và sảng láng. Ok. Cảm ơn Hàn. Cảm ơn chương trình vì đã cho Hà Anh một cái cơ hội khiến cái bắt tay này có thể xảy ra. Phải vỗ tay cho cái cú bắt tay đó. Chắc là phải xóa tan hết tất cả những nghi ngờ trước đây. Xuân Lan, Hà Anh không hề hiềm khích như đã nói. Xóa tan mọi mâu thuẫn với tập 2 của The Next Gentleman. Bắt tay đã văng Hương Giang ra chuồng gà. Tặng cho hai chị với cú bắt tay vừa rồi. Một cú bắt tay rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai chị. Nhưng mà từ giờ là yêu quý chị Hà Anh. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người, xin giới thiệu cái búng tay thứ hai đá bay thí sinh team Hoa hậu Hương Giang. Và tôi sẽ tiếp tục dẫn vào đây một thí sinh được đi tiếp với The Next Gentleman Quý ông Hoàng Mỹ 2021. Em làm được rồi. Em làm được rồi. Thế à luôn. Yeah. Chị hai về. Rất tuyệt vời luôn. Cho tới giờ phút này, chị cảm thấy là chị tham gia chương trình này là hoàn toàn đúng. Cảm ơn Tiến. Mới cách đó có mấy phút thôi, chị Xuân Lan trong phòng chờ còn tâm sự không công bằng, đội thắng thì phải là đội em. Sau đó khoảng 10 phút khi mà chị Hà Anh bước vào thì ngay lập tức anh Tiến đột nhiên cũng trở thành người công tâm. Chị Hà Anh cũng là người công tâm, ai cũng nắm rõ tiêu chí của chương trình. Thế thì chỉ có một mình Hương Giang ở đây là không biết tiêu chí của chương trình này là gì. The Next Gentleman.